Điều đặc biệt mà Mạnh Quỳnh, Hàm Lách Trương dành cho Phi Nhung. Dù Phi Nhung đã không còn nhưng sự trân trọng của người ở lại dành cho nữ ca sĩ vẫn còn đó. Những đồng nghiệp thân có nhiều hành động đẹp. Thời gian vừa qua, thông tin Phi Nhung ra đi đã để lại nhiều sự tiếc thương cho khán giả, người thân, bạn bè. Nhìn lại những tình cảm mà đồng nghiệp dành cho giọng ca bông điên điện mới thật sự ấm lòng. Người bạn thân yêu cầu không hát với ca sĩ nữ, nhạc sĩ sáng tác bài cho cô quyết không bán tác phẩm. Mới đây trên trang cá nhân của nhạc sĩ Hamlet Trương đã có chia sẻ về người chị Phi Nhung. Anh cảm thấy không được vui khi có nhiều người liên hệ để mua bản quyền bài hát mà anh đã sáng tác riêng cho chị hai. Cụ thể nam nhạc sĩ viết: Bầu ơi đừng khóc là kỷ niệm đẹp giữa tôi và đoàn SGTT cũng như chị hai. Ca khúc này không bán tiếp để người khác hát. Xin đừng gọi hỏi mua tác quyền nữa. Cảm ơn. Sau khi Phi Nhung ra đi, một vài bên đã liên hệ với nam nhạc sĩ để mua tác quyền ca khúc Bậu ơi đừng khóc. Tuy nhiên anh khẳng định sẽ không bán vì đây là kỷ niệm cùng đàn chị. Điều này như một món quà mà anh dành tặng cho chị hai lúc sinh thời cho đến khi ra đi. Những dòng chia sẻ của Ham Đất Trương có thể thấy anh rất trân trọng nữ ca sĩ sinh năm 1972. Không chỉ Ham Đất Trương có hành động đẹp mà ngay cả Mạnh Quỳnh cũng khiến khán giả xót xa khi có những yêu cầu không hát với ca sĩ nữ. Thời điểm bệnh tình Phi Nhung trở nặng, anh vẫn quyến quyết đợi bản thân trở về trong một video gần đây của nghệ sĩ hồng loan cô đã chia sẻ về tình trạng của mạnh quỳnh sau khi nghe tin phi nhung ra đi anh đã suy sụp rất nhiều vì người bạn thân thiết hồng loan nói anh mạnh quỳnh buồn lắm anh bảo rằng đáng lẽ hôm nay anh hát với phi nhung đấy cuối cùng phải nhờ hương thủy hát thay trong lúc giới thiệu hương thủy anh ấy lại nói nhầm thành phi nhung ai nhìn mà cũng xúc động chắc anh mạnh quỳnh quen thuộc với phi nhung lắm mới nhầm như vậy chính anh mạnh quỳnh nói xong cũng muốn khóc Hiện anh không dám nói về Phi Nhung trước truyền thông đại chúng vì anh sợ người ta sẽ mói móc, xuyên tạc không tốt. Chưa dừng lại ở đó, trong một sâu diện gần đây khi Mạnh Quỳnh hát chung với ca sĩ Hương Thủy, anh đã gọi nhầm tên Phi Nhung. Điều này khiến anh khá đau lòng vì nhớ đến người bạn thân. Vài ngày trước, anh Quỳnh khóc trên điện thoại, đôi hát chung cũng khóc cứ nhắc về chị. Anh cũng yêu cầu chắc không hát với nữ ca sĩ nào nữa chờ chị về. Em nói tin em đi chị, sẽ về Mỹ nơi bình yên, mọi người đều chờ chị từng ngày từng giờ. Ai cũng gặp hỏi thăm tình hình của chị và cùng an ủi nhau, chị cầu nguyện thôi, ca sĩ Hồng Loan chia sẻ thêm. Từ lúc sinh thời cho đến khi ra đi, Phi Nhung luôn nhận được những tình cảm chân thành từ đồng nghiệp. Họ đối đãi với nữ ca sĩ là sự trân trọng và dù đã không còn vẫn không ai thay thế được.